Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu bắt đầu từ năm 2021, tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng với ngân sách chính sách xã hội. Mức thất thu thuế mỗi năm của Việt Nam có thể lên tới 20.000 tỷ đồng. Hưng Yên làm thế nào để duy trì hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang sau cách ly xã hội? Tình trạng xây dựng đón đền bù quanh bãi đổ than của mỏ than Khánh Hòa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ bắt đầu từ năm 2021. Dự thảo nghị định được xây dựng nhằm mục đích quy định chi tiết lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu. Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021 với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035. Như vậy, đối với lao động nam sinh từ tháng 1 năm 1961 đến tháng 9 năm 1961 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 3 tháng. Đối với lao động nữ sinh từ tháng 1 năm 1966 đến tháng 8 năm 1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đang dự thảo thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dự thảo thông tư này quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa là 16.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn 0% một năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn 0% một năm. Thời gian tái cấp vốn là 364 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPA vừa công bố báo cáo về thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Theo đó, cơ quan này đánh giá hành lang pháp lý về quản lý thuế vẫn còn nhiều bất cập, mức thuế thu nhập có thể lên tới 20.000 tỷ đồng một năm. Báo cáo nhận định, ở Việt Nam, sai phạm thuế trong những năm gần đây diễn ra không chỉ ở thuế thu nhập doanh nghiệp mà còn ở các sắc thuế khác. Hành vi gian lận thuế ngày càng có những diễn biến phức tạp, phạm vi ngày càng rộng, quy mô ngày càng lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các công ty đa quốc gia có nhiều cơ hội trốn và tránh thuế nhiều hơn so với khu vực doanh nghiệp trong nước. Nếu tính bình quân mỗi doanh nghiệp, mức thất thu thuế từ doanh nghiệp FDI cao hơn gấp vài chục lần so với doanh nghiệp ngoài nhà nước. Mức thuế thất thu ước tính cho cả 3 khu vực doanh nghiệp có thể dao động trong khoảng từ 13,3 đến 20,7 nghìn tỷ đồng, gấp khoảng 3 đến 4 lần con số vi phạm phát hiện hàng năm bởi cơ quan quản lý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp BOT tăng thời gian sử dụng vé tháng, vé quý đối với các phương tiện có loại vé này về thời gian cũng như hiệu lực chung với thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, các nhà đầu tư BOT phải xác định số ngày không được sử dụng vé của các chủ phương tiện trong giai đoạn giãn cách xã hội để thực hiện bù vào tháng, quý tiếp theo sau khi địa phương dỡ bỏ hạn chế di chuyển. Đối với chủ phương tiện không tiếp tục mua vé tháng, vé quý, Tổng cục yêu cầu doanh nghiệp ghi bổ sung thời gian được gia hạn, đóng dấu giáp lai vào vị trí bổ sung ghi trên vé để chủ phương tiện có thể sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nhanh chóng triển khai chương trình hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng thiệt hại kinh tế và gặp khó khăn trong cuộc sống vì dịch bệnh COVID-19, thành phố Hải Phòng đã tiến hành kịp thời công tác rà soát và chi trả tiền đến các đối tượng nằm trong diện chính sách. Trong những ngày qua, người dân thuộc nhóm 1, người có công, người hưởng trợ cấp, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Hải Phòng đã nhận được tiền hỗ trợ của địa phương theo quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Quận Hồng Bàng triển khai việc chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng nhóm 1 từ ngày 27 tháng 4. Trong đợt 1, quận Hồng Bàng chi trả tiền hỗ trợ tới 3.365 người có công, người hưởng trợ cấp, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ trên 4,5 tỷ đồng. Cùng với quận Hồng Bàng, các đơn vị khác như quận Lê Chân, huyện An Dương, huyện Thủy Nguyên cũng đã chi trả tiền hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn.
Dịch bệnh COVID-19 đang gây ra những tổn thất nặng nề đối với ngành kinh tế, xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống dân sinh, đặc biệt là với người nghèo đô thị. Nhiều công ăn việc làm bị mất, nhiều sinh kế bị gián đoạn, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn nhất thời. Chính quyền thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ người nghèo đô thị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Gia đình chị Loan có một mẹ già đau ốm và hai người em mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống cả gia đình trông chờ vào gánh bún riêu buổi sáng. Bình thường, mỗi ngày bán bún, chị có thể kiếm được 200.000 đồng nuôi cả nhà. Từ khi dịch bệnh xảy ra, gánh bún riêu phải nghỉ. Nhờ có chính quyền, nhờ các nhà hảo tâm mà bốn mẹ con chị không bị đứt bữa. Vì là Covid chúng tôi không được bán bún, không có công ăn việc làm, nhờ sự giúp đỡ của các chính quyền, gia đình tôi có bát cơm để nấu cơm hàng ngày. Cuộc sống của ba mẹ con chị Lê Thị Liên trông cả vào gánh rau của chị. Những ngày giãn cách xã hội, sinh kế của chị chất lên sau xe đạp. Mỗi lần có khách gọi, chị lại đạp xe mang đến tận nhà. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, chồng chị mất sớm, hai con thì một cháu chẳng may bị tật nguyền. Để hỗ trợ ba mẹ con chị Liên vượt qua đại dịch, phường Kim Mã đã hỗ trợ khẩn cấp chị 3 triệu đồng. Thì có dịch đến giờ thì tôi đi chợ thì nói chung là cũng khó khăn. Người ta đang cấm không bán được, cho nên là hoàn cảnh ba mẹ con tôi thì cũng hơi bị vất vả. Thì cũng trước thì thu nhập được cũng được khoảng 100 nhưng bây giờ chỉ được 50. Cho nên là nó cũng khó khăn lắm. Thì trong các hộ gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa dịch do mất việc làm rồi là nghỉ theo cái giãn cách xã hội thì không có cái thu nhập. Do vậy thì chúng tôi cũng đến tận nhà vừa thăm hỏi động viên cũng như là chúng tôi cũng tuyên truyền trong cái công tác phòng chống dịch để người dân yên tâm. Cùng với chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội, nhiều tổ chức thiện nguyện, nhiều nhà hảo tâm đã phát động nhiều mô hình cây ATM gạo, phát hành hàng nghìn suất ăn miễn phí để cùng người nghèo vượt qua đại dịch. Không những trong thời gian bị ảnh hưởng từ tháng 4 đến hết tháng 6, mà chúng tôi cũng sẽ căn cứ trên cái tình hình thực tế để có thể quan tâm hơn nữa đến các cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn này sau khi mà kết thúc dịch COVID-19. Cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền thủ đô, thì gói hỗ trợ 62.000 tỷ theo nghị quyết 42 của chính phủ đã và đang đến với người dân sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho nhiều người, giúp họ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống giặc COVID còn đầy cam go này. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ chung tay phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu để không ai bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã thực hiện chương trình tiếp sức đẩy lùi COVID-19, hỗ trợ các gia đình, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động di cư gặp khó khăn, trong đó ưu tiên phụ nữ. Những phụ nữ nghèo này, khi xếp hàng nhận những gói đồ cứu trợ, đã không khỏi bồi hồi xúc động, bởi phải nghỉ do dịch, họ không thể tự trang trải được cuộc sống. Thông qua việc phát những suất ăn miễn phí, thực phẩm thiết yếu và quần áo, chương trình do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiện Đức mong muốn đóng góp một phần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ, nhằm đảm bảo cuộc sống, vượt qua những thách thức trong mùa dịch COVID-19 và cùng lan tỏa những thông điệp yêu thương tới cộng đồng. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài trong vòng một tháng, mỗi ngày phát khoảng 100 suất quà với tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no, giúp những đối tượng khó khăn, đặc biệt là phụ nữ sẽ cảm thấy ấm lòng, vững tâm vượt qua dịch bệnh. Nhận thấy hiệu quả thiết thực trong phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong mùa dịch COVID-19, đến nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tiếp tục duy trì nếp sống văn minh đó. Gương mẫu trong việc hoãn tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 12 tháng 3 vừa qua để thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội phòng chống bệnh dịch COVID-19, gia đình ông Đoàn Trung Thanh, bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã được 7 gia đình tổ chức đám hỷ và 9 gia đình có việc hiếu trên địa bàn học tập làm theo. Trong cái đợt dịch này thì nếu mà gọn nhẹ thì là cách ly được dịch. Cái thứ hai là về kinh tế là giảm được kinh tế cho gia đình và cho cộng đồng. Hết dịch thì chúng tôi lại tiếp tục vận động nhân dân thực hiện theo cái chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để làm sao nhân dân thấy được cái lợi ích trong việc cưới việc tang.
mong muốn có một lễ cưới to, đẹp diễn ra để bằng với bạn bè. Nhưng sau khi được chính quyền thị trấn Khoái Châu vận động, hoãn đám cưới để thực hiện giãn cách xã hội, anh Nguyễn Danh Thuận, thôn Hạ, nhận ra rằng việc tổ chức đám cưới đơn giản, gọn nhẹ sẽ giảm áp lực cho gia đình. Vì thế, gia đình anh quyết định chỉ tổ chức báo hỷ khi nào hết dịch bệnh COVID-19. Gia đình nhà tôi thì chắc là sẽ có tổ chức lại, nhưng sẽ làm theo phạm vi của gia đình. Trong thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Khoái Châu có 7 đám cưới chỉ đến trụ sở đăng ký kết hôn, hoãn tổ chức đám cưới hoặc chỉ tổ chức báo hỷ nhỏ, gọn trong gia đình, và 5 đám hiếu chỉ tổ chức vúng viếng, không làm cỗ bàn như trước. Việc làm này đã giúp tiết kiệm chi phí, thời gian. Từ hiệu quả thiết thực trên, đến nay, mặc dù đã hết thời gian cách ly xã hội, nhưng phần lớn nhân dân trên địa bàn tỉnh đều mong muốn duy trì theo nếp sống văn minh, ngay cả khi hết dịch. Không, cái này thì mang lại lợi ích nhiều cho gia đình về công tác tiếp khách, rồi về mọi cái chi phí cho đám tang. Nói chung là có phần giảm sút nhiều đi, chứ nó không bị lãng phí. Cho nên là cũng rất là mong là thôi thì ta nên duy trì những cái việc là trong đám tang làm sao gọn nhẹ trong gia đình. Trong cái thời gian tiếp theo, cái việc cưới chúng ta nên là tổ chức làm sao gọn, nhẹ, đơn giản. Trước hết là để tránh cái COVID nó bùng phát trở lại, cái thứ hai là đỡ tốn kém. Trong thời gian tới thì đối với Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi và các tổ chức thành viên là sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã và đang làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của người dân, từng bước đẩy lùi, xóa bỏ các hủ tục lãng phí trong việc cưới, việc tang, góp phần ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 301 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 41 hợp tác xã so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 148 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức lại hoạt động và 153 hợp tác xã thành lập mới. Các hợp tác xã có tổng số thành viên gần 8.400 thành viên, bình quân 28 thành viên một hợp tác xã. Tổng số vốn góp của các hợp tác xã là 227 tỷ đồng, bình quân vốn điều lệ của một hợp tác xã là trên 750 triệu đồng, bình quân vốn góp của một thành viên hợp tác xã là 27 triệu đồng. Mức góp vốn cao đã đáp ứng được một phần nhu cầu phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của hợp tác xã. Hoạt động của các hợp tác xã nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Nhiều hợp tác xã đã mở rộng quy mô sang dịch vụ tổng hợp, tổ chức thêm dịch vụ mới, tạo việc làm cho thành viên, liên doanh, liên kết, thực hiện cung ứng dịch vụ đầu vào sản xuất, tổ chức cho hộ thành viên và nông dân sản xuất theo cùng quy trình. Thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường, với 105 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, các hợp tác xã đã từng bước khẳng định vai trò, nền tảng trong quá trình phát triển kinh tế hộ, thành viên, kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt, nhiều hợp tác xã đã thực hiện tổ chức cho thành viên sản xuất theo quy trình Việt Gáp, quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, nhất là thế mạnh của từng vùng, tỉnh Thái Nguyên đang hỗ trợ và giúp đỡ bà con phấn đấu sản xuất chè đạt gần 11.000 tấn. Năm 2020, huyện Võ Nhai phấn đấu trồng mới 40 hectare chè cành, nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên trên 1.300 hectare, sản lượng đạt gần 11.000 tấn chè búp tươi, tăng 120 tấn so với năm 2019. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè, khuyến khích bà con mạnh dạn trồng mới, trồng thay thế diện tích chè trung du già cỗi bằng các giống chè lai năng suất, chất lượng cao. Ngoài ra, Võ Nhai tiếp tục hỗ trợ người dân xây dựng thêm 30 hectare chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nâng tổng diện tích chè Việt Gáp toàn huyện lên 90 hectare. Thời gian gần đây trên tuyến đê Hữu Đào thuộc địa bàn xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định xuất hiện nhiều hộ dân tự ý sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình nhà ở, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều. Hiện chính quyền địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Những công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê điều như thế này, thời gian gần đây đang diễn ra khá phổ biến trên tuyến đê Hữu Đào. Lý do mà người dân ở đây đưa ra là do nhà ở và các công trình phụ trợ khác tại đây bị xuống cấp nên có nhu cầu nâng cấp xây mới.
Là hiện nay là các công trình cũng đã bị rẽ nứt nhiều, cho nên là bà con người ta cũng phải có cái sự cải tạo lại. Nếu mà trong cái trường hợp này mà không cho bà con cải tạo lại thì cái sự an toàn về tính mạng con người nó cũng có nhiều những cái diễn biến sau này, mà kể cả là trong những cái mùa mưa lũ sắp tới. Từ đầu năm đến nay, tại xã Thành Lợi, có 4 hộ đã và đang tiến hành xây dựng các công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê điều. Theo chính quyền địa phương, đất của các hộ dân tại đây đã có từ lâu đời và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình sử dụng, các công trình bị xuống cấp nên các hộ dân có nhu cầu nâng cấp xây mới. Nhưng khi xây dựng lại vi phạm hành lang bảo vệ đê. Hiện đang có sự chồng chéo giữa luật đê điều và luật đất đai gây ra nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm. Những cái công trình này, việc xây dựng này thì nó có một cái điều mà rất khó khăn cho địa phương, và đây cũng là cái mà đang rất khó, đó là các hộ dân thì xây dựng công trình nhà ở đã lâu. Đấy, và đất đai thì là đất ông cha để lại và đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Đề nghị bên lại Ủy ban dân tỉnh và các cái sở ban ngành có liên quan tạo điều kiện, thứ nhất là quy hoạch, về cái quy hoạch để di chuyển các cái hộ dân ở trong cái vùng ảnh hưởng của trong phạm vi ảnh hưởng đê điều. Cái thứ hai là hỗ trợ về kinh phí và các cái hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để giúp cho huyện Vụ Bản có cái điều kiện tốt nhất để giải tỏa một cách quyết liệt, triệt để các cái hộ vi phạm trong hành lang bảo vệ đê điều. Đê hữu đào qua huyện Vụ Bản dài 22,2 km qua các xã Tân Thành, Thành Lợi, Đại Thắng. Hiện nay vẫn còn khoảng 70 hộ có nhà và các công trình khác nằm trên hành lang bảo vệ đê vẫn chưa được giải tỏa. Các ngành chức năng cần sớm có phương án xử lý thỏa đáng để vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho hành lang đê. Tại các khu vực xóm 1 và xóm 8 xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên đang xảy ra tình trạng người dân ồ ạt xây dựng các công trình để đón đền bù của dự án mở rộng bãi thải Nam, phục vụ đổ thải đất đá và mở rộng sân than của mỏ than Khánh Hòa. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt còn nguy hiểm cho chính các hộ dân đang sinh sống ngay phía dưới bãi đổ thải trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án bị ách tắc. Chỉ trong gần một năm, ruộng vườn, đất trống đều đã được người dân biến thành nhà cửa, công trình kiên cố. Từ 17 nóc nhà đã tăng đột biến tới hơn 70 nóc nhà. Tất cả đều được xây dựng trong thời gian gấp rút, không có cửa và cũng không có người ở. Xây dựng chỉ với mục đích để đón đền bù. Trước cái lúc có thời điểm có giấy mời, giấy báo chúng tôi đã xây dựng rồi. Cũng tùy từng gia đình, cũng không phải là gia đình nào cũng xây trước hẳn, cũng có thời điểm gia đình xây trước 1-2 tháng, gia đình xây trước hàng năm rồi. Đấy. Cứ đo đếm đầy đủ chúng tôi từng cái cây, cái công trình gì chúng tôi đã xây dựng thì đo đếm đầy đủ cho chúng tôi. Đấy, đền bù thì tất nhiên theo cái giá của nhà nước. Địa phương cũng đã thực hiện các cái biện pháp ngăn chặn và tiến hành lập biên bản 18 cái trường hợp vi phạm. Thì địa phương cũng đã tuyên truyền vận động giải thích. Thì đã có 9 trường hợp là cam kết là không nhận bồi thường đối với cái phần vi phạm. Năm 2019, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã bố trí kinh phí 230 tỷ đồng để thực hiện dự án mở rộng bãi thải Nam làm nơi đổ thải và mở rộng sân than công ty than Khánh Hòa. Trên 170 hộ bị thu hồi đất với tổng diện tích trên 22,5 hectare. Công ty đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, kiểm kê đất và tài sản trên đất của các hộ dân trong vùng nguy hiểm để thực hiện chi trả cho người dân. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, đến nay công tác này đang phải tạm dừng do nhiều hộ dân cố tình xây dựng các công trình trong phạm vi mở rộng dự án. Năm 2020 mà không thực hiện được 7 hectare để phục vụ cho mở rộng sân than cũng như việc đổ thải đất đá duy trì sản xuất, thì nguy cơ năm 2021 thì sẽ công tác sản xuất than để cấp cho các nhà máy nhiệt điện cũng như xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ thiếu. Công ty Hòa cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân ủng hộ dự án để thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tất cả các công trình này đều nằm sát chân bãi đổ thải phía Nam mỏ than Khánh Hòa, khoảng cách gần nhất chỉ khoảng 50 m. Nguy cơ sạt lở đất đá đe dọa tính mạng và tài sản của các hộ dân là rất cao. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không vì cái lợi trước mắt mà đánh cược sự an nguy của chính bản thân mình, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.